sinh bao lâu thì các mẹ về lại dáng vậy? Mình đang cố gắng hết sức để lấy lại vóc dáng thời con gái đây các mẹ ạ. Nào cùng tập ngay thôi các mẹ ơi. Tranh thủ lúc con ngủ có thời gian cho mình một chút, sau đó lại lao vào bếp nấu nướng để phục vụ bạn ấy bữa tối. Giờ thì bữa tối sắn nhà mình chuyển sang ăn tự chỉ huy hoàn toàn, thế nên cũng nhàn lắm. Nhà ăn gì thì cho bạn ấy ăn như thế, chỉ khác là phần thức ăn của bạn ấy không nên gia vị như bố mẹ thôi. Hôm nay thì lại có một bạn nhắn tin hỏi mình là ăn thô sớm như vậy thì có đau dạ dày hay không? Thì câu trả lời là không các mẹ nha. Thủ phạm gây ra bệnh đau dạ dày là vi khuẩn HP, chứ hoàn toàn không liên quan đến việc ăn thức ăn thô hay là ăn thức ăn xay nhuyễn. Ăn thô hay là ăn xay nhuyễn gì mà dính phải cái vi khuẩn này thì cũng đau dạ dày hết. Đừng có đổ tại cho việc ăn thô, vì ăn thô không có tội các mẹ ạ. Theo mình biết thì ăn thô sớm còn có lợi cho dạ dày của con ở đằng khác. Khi con ăn thô sớm, miệng của con phải nhai thức ăn, nước bọt được tiết ra mang theo enzyme tiêu hóa. Lúc này đồ ăn sẽ được tiêu hóa một phần trước khi nuốt. Sau đó thì mới đến dạ dày sẽ được tiêu hóa phần thứ hai. Nếu mà mẹ cho trẻ ăn nhuyễn quá lâu, dần dần con chỉ có nuốt mà không nhai, tức là thức ăn sẽ tụt xuống dạ dày luôn. Như vậy là thức ăn chỉ được tiêu hóa một phần thôi, chứ không được hai phần như là ăn thô đâu các mẹ nha. Trong cái giai đoạn 6 đến 8 tháng là lúc bé có phản xạ nhai một cách tự nhiên. Nếu bé không được mẹ trao cho cơ hội thực hành việc nhai và nuốt thức ăn lúc này thì lâu dần phản xạ đó sẽ bị mất đi. Khi mà bé đã bị bỏ lỡ giai đoạn học nhai rồi, mẹ mới cho bé làm quen với thức ăn thô thì bé sẽ gặp khó khăn, nên việc bé lười nhai và hay ngậm đồ ăn trong miệng cũng là điều dễ hiểu. Không những thế, việc học nhai còn giúp cho cơ hàm và não bộ của bé phát triển. Khi mà ăn thô, bé sẽ học được cách phân biệt nhiều mùi vị và cách xử lý các loại đồ ăn khác nhau, ví dụ như nó cứng, nó mềm, nó dai, điều mà việc thức ăn xay nhuyễn không thể làm được. Mình vẫn nhớ những ngày đầu khi mà ăn thô, ngày hôm sau khi mà thay bỉm cho con thì mình thấy là trong phân của con có những viên cà rốt lổn nhổn luôn. Vì đã tìm hiểu kỹ càng thế nên mẹ sắm thấy điều đó là vô cùng bình thường. Có một sự thật là dù các mẹ có cho bé ăn đồ xay nhuyễn thì khi chất thải thải ra cũng vẫn nguyên si đúng như là ăn gì ra đấy thôi, chỉ là nó dạng nhuyễn, thế nên là các mẹ lầm tưởng là bé được tiêu hóa đấy thôi. Ok, follow mẹ Sắn để biết thêm nhiều kiến thức ăn dặm cho con nha.